tâm vọng dứt mới vào cửa Phật, tâm vọng còn khó nhập niết bàn. Vọng tâm là gốc mê mang chúng sanh vì nó mà sáu đàn chuyển lưng. Nhưng mà gốc tâm vọng do nơi đâu? Gốc tâm vọng do nơi cảm nhiễm vì sự tu còn kém quyết tâm. Ma đời chúng dễ, đây tất nhiên là ma nghiệp nè. Ma đời chúng dễ đến xăm có hơi đường mật, mất rượu lần mới bu. Thiếu cương quyết khó tu đến chốn hay, vọng tâm dễ cuốn theo đời. Phải như hoa nở giữa trời, gió qua cũng mặc cập ngồi cũng thay. Mình mối vốn là đây gan nắm ti nói, làm lòng chẳng sướng sao. Minh minh bạch bạch lào đào, sôi đời mà chẳng tổn hao gì đời. Lúc nào cũng như trời lớn rộng, khắp thế gian đâu cũng trùm bao. Nhưng không vướng mắt vật nào, cổ kim thuần tài một màu không không. Tất nhiên là bây giờ không bị ma nghiệp. Còn nếu như chúng ta mà bị ma nghiệp mà dướng vô rồi đó cô bác, anh em chị đồng đạo, tâm vọng nếu chẳng làm yên lặng, ví dụ ngồi bên cạnh Phật Đà cũng không hề được thấy ra bị tâm vọng nó làm lò mắt đi. Tâm vọng rất là nguy hạnh đức, người tu hành chưa dứt vọng tâm thì như ôm rắn độc mà nằm, thấy không? Nguy hiểm lắm. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta coi như là cần phải mà thải trừ nó. Điều tà mặc dù là chỉ nghĩ xong cũng làm tâm trí luôn mà khởi ra ý xấu ban sơ diệt liền. Chứ để dây dưa lâu ngày, ý nghĩ xấu kéo dài bao độ thì hành động tà càng lộ bấy nhiêu. Hiểu rồi, cương quyết trừ tiêu, chớ nên tha thứ nuông chiều vọng tâm của bác anh em nhân đó. Và chân thành cảm ơn chàng pháo tay gian dày quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp và trở lại cái pháp tu rồi. Thưa chư quý vị đồng đạo, nêu lên trong đây bốn câu giảng của Đức Thầy là bốn câu thơ. Mà bốn câu thơ đó là hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lành, đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh, quay về cõi phúc đường chân đạo Phật Pháp thiền na dốc thực hành. Rồi đồng đạo mới nêu lên trong bốn câu mà không có đặt những cái chữ nào, câu nào nặng. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ ở nơi đây là bốn câu giảng được đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết là được trích từ trong bài cho cô Năm Võ Thị Hợi. Cô bác anh theo chân đạo, thì cô Năm Võ Thị Hợi tất nhiên là con của ông Võ Văn Giỏi ở tại Bạc Liêu. Nhưng mà sau khi Đức Thầy ở gia đình của ông Kỳ Dẫu trong thời gian rồi đó, thì cô Năm này nó là ý thức được qua cái giáo lý của Đức Thầy và lời lẽ của Đức Thầy đã dạy dỗ nên được giác ngộ. Nhưng mà đã được giác ngộ như vậy rồi đó, nhưng mà cái nghề cũ không bỏ mà cái nghề có không chừa. Cô bác anh em chị đồng đạo, vì vậy cho nên cô Năm này sau khi đó cũng làm cái nghề tự cũ mà có. Rồi Đức Thầy mới giác ngộ cho cô Năm qua những cái điều coi như là trong cái bài này. Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, Đức Thầy nói chẳng sớm về nhà lo sớm hối, cầu trên Phật tổ giải mê căn, ắt là hồn trẻ còn chi nữa, địa ngục chầm lưng cách thượng tầng. Đức Thầy nói hỏi con là kêu cô Năm, hỏi con đời tục rất hôi tanh. Nói với cô Năm Võ Thị Hợi cái đời này không có gì trong sạch, không có gì tốt đẹp hết, đời tục rất hôi tanh. Trí huệ trao dồi kiếm nẻo thanh, mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc hưởng công niệm Phật rất an lành. Thầy thấy nay con là thấy coi như là cô Năm Võ Thị Hợi đắm cõi trần, đường tu lơ lãng chẳng ân cần, thương hai công quả tu từ trước lại muốn bỏ đành gốc thiệt nhân. Bây giờ cô coi như là không còn giữ gìn được nữa, cho nên Đức Thầy tiếc mà coi như là giác ngộ cho cô Năm của bác anh em chừng nào. Cho nên vô đầu câu Đức Thầy mới nói hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lành. Tất nhiên là mỗi người người chúng ta đều có cái tâm lành và có tánh lành hết, có không? Bây giờ Đức Thầy mới cho chúng ta biết đó là người mới sanh tánh thiện trời dành, bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nè, cho nên tật xấu cho mờ thiện tánh. Thì rõ ràng coi như là cô Năm cũng như đồng đạo của chúng ta vậy thôi, mới sanh ra thì ai cũng có tánh lành hết. Của anh em chân đạo, nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương diễn cẩu, bất giáo tánh nại thiên giáo chi đạo, quý vị chiên tích mạnh mẫu, mà trạch lân sử tử bất học đoạn cơ trữ. Tất nhiên là một đoạn trong cái như là cái bài mà Tam Tự Kinh của bác anh em chân đạo. Nhân chi sơ tất nhiên là con người mới sanh, tánh bổn thiện là tánh giống lành, phải không? Nhân chi sơ tánh vận thiện, tánh tương cận tập tương diễn, có nghĩa là gì? Sống chung những cái người chung quanh của mình gọi là tánh tương cận. Rồi tập tương diễn gì? Tập
chung quanh những cái tánh ít của anh em bạn bè của mình, mà cái tánh thiện mình phải bị dời đổi đi, nên gọi là tánh tương diễn. Cẩu bất giáo tánh nại thiên, nếu không được sự chỉ giáo dạy dỗ là cái tánh thiện mình phải bị dời động. Có các anh em trong đạo phải không? Thưa chị quý vị, còn dài nữa mà thôi, không có giải thêm nào mà chứng minh trong cái chỗ này thôi. Tất nhiên là con người mới sanh là tánh vốn lành, đó là qua câu đầu. Tất nhiên là trong khi đó là hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lành, thì bây giờ ai cũng có tánh lành, ráng dưỡng. Cô bác anh em chồng đạo, thôi bây giờ nói cái tánh lành của mình sao, bây giờ cái tánh nào lành, cái tánh nào không lành, cô bác anh em chồng đạo, cái tánh nào lành mà dưỡng. Thì bây giờ cái tánh lành nè, cái tánh lành là Đức Thầy cho chúng ta biết, coi như là tánh từ bi nè, tánh bác ái nè, tánh hỷ xả nè, tánh thương người mến vật nè, và coi như là cái tánh là giúp đỡ cho bao nhiêu người khác, đó là cái tánh bao dung. Cô bác anh em chứ đồng đạo, tập đức tánh khoan dung đại độ, phải không? Tánh này là tánh lành. Còn cái tánh con người chúng ta không lành là không dưỡng, là tánh gì? Là coi như là cái tánh hen, là tánh hung hăng đó hen, là đâm hen, là chém hen, là chặt hen, là bầm hen, chất chứa điều hung dữ trong tâm, trời đất thế đã tai hạ sát. Cái tánh này là cái tánh không có lành, phải không? Thì bây giờ Đức Thầy bảo cho chúng ta hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lành, là bảo chúng ta phải dưỡng tánh. Bây giờ ai có tánh từ bi ráng dưỡng tánh từ bi, ai có tánh hỷ xả ráng dưỡng cái tánh hỷ xả, ai có cái tánh khoan dung ráng dưỡng cái tánh khoan dung đại độ bác ái thương người mến vật, dưỡng. Đây là dưỡng, mà Đức Thầy nói là ráng tu tâm dưỡng tánh lành. Thôi giờ nói cho nó mau, cho nó gọn vậy hen. Cái đề tài này tôi nhớ cách nay 2 năm tôi có trình bày tại nơi đây một lần, là cũng đề tài này là hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lành, mà bây giờ tôi trình bày nó có hơi thiên ý một chút xíu của bác anh em dân đạo. Rồi bây giờ qua câu sau, nó là đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh. Ma nghiệp thì coi như là rất nhiều rồi, phải không? Ma nghiệp thì nó rất nhiều, không biết bao nhiêu con ma nghiệp của bác anh em chứ đồng đạo. Mà chúng ta tác ý là thiện nghiệp, tất nhiên là khởi lên ý, tất nhiên là thuộc về nghiệp liền, phải không? Nhưng mà bây giờ ma nghiệp bây giờ nó nhiều lắm, nhiều con lắm nhiều con lắm, mà chúng tôi chỉ lại coi như là 4 con ma thôi. Mà 4 con ma này là 4 con ma nghiệp. Cô bác anh em chân đạo, 4 con ma đó là gì? Bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết là 4 con ma đó là người tu hành phải trừ nghiệp chướng, đúng không? Người tu hành phải trừ nghiệp chướng với 4 ma. Đây là ma nghiệp. Với 4 ma mới đặng an nhàn, là 4 con ma này tất nhiên là cửu nè, sắc nè, tài nè, khí nè. Ma tài sắc mặc dù cám dỗ, mồi lợi danh dù có nhữ câu, khá thấm nhừng chân lý rộng sâu, không có thể lươi rơi vào lưới nghiệp. Vì vậy cho nên nghiệp lôi cuốn như ghiền bệnh rượu, khi thèm không ai rủ cũng đi. Hôm qua sai ngủ ly bì, bữa nay sai nữa dễ gì bỏ sai, đó là ma nghiệp, thấy không? Khi cái con ma nghiệp mình tất nhiên là một là rượu nè, hai là sắc nè, ba là tài nè, bốn là khí nè. Tất nhiên là tủ sắc tài khí tứ độ tường đa thiểu hiện ngu tại nội xương, nhược hữu thế nhân khiêu đắc sức tiện thị thần tiên bất tử phương. Là rượu sắc tài khí đó là 4 vách tường dây. Ai là người tài hai trí giỏi nhảy ra cho khỏi 4 vách tường đây, đó là thần tiên thoát dòng sanh tử vậy, đó là ma nghiệp, thấy không? Như vậy là bây giờ đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh. Bây giờ là rượu sắc tài khí đó là ma đó của bác anh em chân đạo, nó làm cho con người coi như là mình sa ngã, phải không? Mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là xà 4 vách, sao nữa, mang điều nhơ nhuốc. Tất nhiên là vô 4 vách đó là mang điều nhơ nhuốc, lại bị có ma nghiệp. Thì bây giờ điển hình cô Năm Thị Võ Thị Hợi là cũng nằm trong một cái là vách này. Rồi đồng đạo chúng ta bây giờ đó là người bị vách này, người bị vách kia, người bị vách nọ, thì 4 vách đó tất nhiên là thuộc về ma nghiệp hết. Đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh. Thì bây giờ khi mà chúng ta bị cái vọng tâm nó khởi lên độ thì sao? Vọng trần vừa mới thoáng ngang chứ chẳng ai chứ để lan tràn trong tâm, đừng cho nó thoáng vô. Mà nếu như thoáng vô rồi, trong khi đó là chúng ta bị vướng rồi, tất nhiên là nguy hiểm. Cô bác anh em đồng đạo, cũng như đồng đạo Năm Chè nói hồi nãy đó, tất nhiên là người tu hành là chưa dứt vọng tâm, như ôm rắn độc mà nằm thân kia chẳng biết quả lâm lúc nào, phải không? Tâm vọng dứt mới vào cửa Phật, tâm vọng còn khó nhập niết bàn. Vọng tâm là gốc mê mang chúng sanh, vì nó mà sáu đàn chuyển lưng.
Nhưng mà gốc tâm vọng do nơi đâu? Gốc tâm vọng do nơi cảm nhiễm vì sự tu còn kém quyết tâm. Ma đời chúng dễ, đây tất nhiên là ma nghiệp nè. Ma đời chúng dễ đến xăm có hơi đường mật, mức rùa lằn mới bu. Thiếu cương quyết khó tu đến chốn hay, vọng tâm dễ cuốn theo đời. Phải như hoa nở giữa trời, gió qua cũng mặc cập ngồi cũng thay. Mình mối vốn là đây gan nắm ti nói, làm lòng chẳng sướng sao. Minh minh bạch bạch lào đào, sôi đời mà chẳng tổn hao gì đời. Lúc nào cũng như trời lớn rộng, khắp thế gian đâu cũng trùm bao. Nhưng không vướng mắt vật nào, cổ kim thuần tài một màu không không. Tất nhiên là bây giờ không bị ma nghiệp. Còn nếu như chúng ta mà bị ma nghiệp mà vướng vô rồi đó cô bác, anh em chị đồng đạo, tâm vọng nếu chẳng làm yên lặng, ví dụ ngồi bên cạnh Phật Đà cũng không hề được thấy ra bị tâm vọng nó làm lòa mắt đi. Tâm vọng rất là nguy hại, đức người tu hành chưa dứt vọng tâm thì như ôm rắn độc mà nằm, thấy không? Nguy hiểm lắm. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta coi như là cần phải mà thái trừ nó. Điều tà mặc dù là chỉ nghĩ xong cũng làm tâm trí luôn mà khởi ra ý xấu ban sơ diệt liền, chứ để về dưa lâu ngày. Ý nghĩ xấu kéo dài bao độ thì hành động tà càng lộ bấy nhiêu. Hiểu rồi cương quyết trừ tiêu, trở nên tha thứ nuông chiều vọng tâm của bác anh em dừng đó. Không nói chịu được mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là phải nhìn dục vọng lòng tà, đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Chiều theo nó là hư liền, chiều theo nó là tệ liền. Vì vậy cho nên qua bốn câu này đồng đạo mới nêu lên đó là đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh, đừng cho nó sanh ra của bác anh em dừng đạo. Rồi qua hai câu sau nó là làm quay về cõi khúc đường chân đạo. Thưa chư quý vị, quay về cõi khúc đường chân đạo, bây giờ cõi khúc đó là gì? Đức Thầy cho chúng ta biết mình có cõi lành, đúng không? Cõi lành tất nhiên là cái đạo lành, phải không? Như vậy bây giờ là cõi khúc đường chân đạo, tất nhiên là tu là cõi khúc mà Đức Thầy cho chúng ta biết là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc là cái cõi phúc này, thấy không? Như vậy là cõi phúc nhà tạo lấy mà nhờ thương đời, tả ít lời thơ nẻo tu dân sự còn chờ dịp nào. Đây là cái cõi phúc của mình, tu là cõi phúc mà tịnh là dây quán thì rõ ràng đó là cõi phúc. Như vậy là quay về cõi phúc là quay về con đường đạo của bác anh em nhân đạo, gọi là quay về cõi phúc đường chân đạo, là con đường giáo lý Đức Thầy đã dịch chỉ cho chúng ta, thấy không? Đó là quay về cầu phúc đường chân đạo. Rồi qua câu sau đó là Phật pháp thiền na dốc thực hành. Thưa quý vị, bây giờ Phật pháp thiền na đó là sao? Phật pháp tất nhiên là chúng ta coi trong cuốn giáo lý Đức Thầy, đó là Phật pháp. Mà thiền na đó, bây giờ thiền á, bây giờ nó có thiền định nè, thiền quán nè, thiền chỉ nè, thiền na. À, bây giờ đồng đạo của chúng ta coi như là nếu như tu trong giáo lý của Đức Thầy thì bây giờ chúng ta hành qua các pháp môn tịnh độ, trong đó có thiền định, trong đó có thiền chỉ, phải không? Và trong đó có thiền na. Nhưng mà ở nơi đây giáo lý Đức Thầy chỉ cho chúng ta là thiền na, chứ không có chỉ cho thiền định, mà cũng không có chỉ thiền chỉ. Cô bác anh em dừng đạo. Như vậy thì bây giờ thiền chỉ có nhiều khi coi như là bàn á, là đồng đạo của chúng ta coi như là thấy nó xa lạ với pháp môn của mình tu lắm, cho nên không có đạt được. Rồi thiền định cũng vậy, cho nên là ngoại ly cảnh di thiền, tâm á, là bất loạn di định, tất nhiên là bên ngoài không nhiễm, bên trong không loạn, mới gọi là thiền định của bác anh em chứ đồng đạo. Nhưng cái chỗ này khó cho đồng đạo. Thôi thì Đức Thầy chỉ cho chúng ta là cái phép thiền na. Mà thiền na đó là gì? Thiền na là tiếng Phạn, Tàu mới dịch ra là tỉnh lự, là tư duy. Cô bác anh em trong đạo, như vậy là tỉnh lự là tư duy, tất nhiên là tỉnh lự là lấy cái trí của mình để mà khoáng đáng suy nghĩ. Mỗi việc gì đến chúng ta cần phải suy nghĩ. Bây giờ tỉnh lự đây chúng tôi xin đưa ra quý vị mình đó, trong điều răn cấm thứ 7 đó là tỉnh lự. Đứng trước mọi việc chi, dầu sự đời hay đạo đức, ta hãy suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc đó, đó là tỉnh lự, thấy không? Rồi tư duy là Đức Thầy cho chúng ta biết trong cái bát chánh đạo, đó là chánh tư duy một ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ, trên cùng dưới dầu thầy hai tớ, cũng tưởng điều chung chánh mới màu việc vui sai, thấy không? Việc sự sai mèo mã đâu đâu hãy dẹp gác, nhớ cầu lục tự. Rõ ràng bây giờ coi như là thiền na mà niệm Phật. Thiền na mà niệm Phật, chứ không phải thiền mà giống như tất cả các vị tu thiền. Độc đáo là có chỗ đó cô bác anh em chứ đồng đạo. Đó. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết mà đồng đạo năm chèo nó có nhắc nãy đó. Đó là coi như là thiền na nè. Sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sữa những tư tưởng xấu xa, đem thai vào đó là những tư tưởng ôn hòa đạo đức, đó là thiền na.
đúng không? Rồi chỗ khác Đức Thầy mới nói là ai ai hãy ráng xét mình, cũng ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài, đó là thiền na của bác anh em nhân đạo. Thì câu này Đức Thầy nói Phật pháp thiền na, ráng thực hành, ráng đi, ráng thực hành cái chỗ này nè. Như vậy thì bây giờ đó tất nhiên là phương pháp là áp dụng cho người tín đồ Phật giáo hòa hảo, chứ không phải thiền định, thiền quán, thiền chỉ gì lên núi, lên non, vô chùa, vô cốc, vô am, ngầu đó coi như là tu ngang. Cái chỗ này không đúng ngang, cái chỗ này không đúng với giáo lý Đức Thầy ngang. Cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta coi như là niệm Phật nào đợi mùi hương, miễn tâm thành kính tọa chương, cũng gần chỗ nào tu cũng được hết, không cần phải như vậy. Cô bác anh em dùng đọc vậy thì bây giờ ở nơi đây đồng đạo nêu lên cái chỗ này là cái phương pháp thiền, thì bây giờ chúng ta ráng chỗ đó. Còn đồng đạo của mình bây giờ tránh cái chỗ này chút xíu nữa, nãy giờ nói thiền định phải không, thiền chỉ phải không, nó thiền na có rồi, còn có cái thiền quán nữa. Hỏi thiền quán đó là sao? Thở đời nay lại quán nó thiền, ở nhà nó thiền không được lại quán nó thiền. Cho nên bây giờ không biết bao nhiêu cái thiền quán của bác anh em chứ đồng đạo, ở trên định yên chỉnh mấy cái ông đó mà lại thiền á, mà nó thiền một cách đen, nó bữa nào lại cũng cãi, bữa nào lại cũng cãi, với cái công an nó mời làm việc luôn rồi cái ông chủ quán coi như là cũng bực bội luôn. Có bác anh em chung đạo thiền quán không, thôi giờ từ đây trở về sau thôi mình đừng có thiền quán nữa. Có bác anh em chung đạo có thiền ở nhà, thiền thiền nhà đi, đừng có thiền quán nữa chứ có gì. Thưa cô bác anh em dân đạo, vậy thì bây giờ ở nơi đây là Phật pháp thiền na dốc thực hành. Tất nhiên là bây giờ chúng ta hãy ráng hành đạo thiền cấp cấp sống khuya, thấy không? Tất nhiên là chúng ta hãy ráng ráng cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi một câu Nam Mô A Di Đà Phật là diệt được một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật ác lìa được tất cả các niệm chúng sanh, thì đó là thiền chứ còn gì đâu, không? Thưa chứ quý vị, vậy thì bây giờ qua bốn câu giảng đồng đạo đề nêu lên chúng tôi trình bày đến đây cũng xin hết ý và xin trả lại cho vấn chủ giải kiến quý vị, nếu có thì chi bằng thêm thì bằng, không có xin phép cho đồng qua. Nam Mô A Di Đà Phật.